Hello mọi người, chúng ta đến với trận đấu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Phía bên trái màn hình là cặp đôi Huy Hiếu đến từ Hải Phòng. Phía bên phải màn hình là cặp đôi Ngọc Triệu và Văn Hải. Đây là trận đấu thuộc giải cầu lông Badminton Unlimited do Quốc Việt Badminton tổ chức. Mời mọi người cùng theo dõi. Thank you.
Kết quả thi đấu là nhất bằng A là Hưng Đức, nhì bằng A là Hồng Long, nhất bằng B là Thắng Tú, nhì bằng B là Tuấn Anh Thiều, nhất bằng C là Duy Nam, nhì bằng C là Hoàng Anh Lâm. Sau khi kết thúc trận thi đấu trên sân số 2 thì ban tổ chức chúng tôi xin mời tất cả các vận động viên trọng tài đi ăn trưa tại nhà hàng Hoa Sen ở khách sạn Kim Liên. Chúng tôi xin nhắc lại, sau khi kết thúc trận đấu trên sân số 2, ban tổ chức xin mời tất cả các vận động viên trọng tài đến ăn trưa tại nhà hàng Hoa Sen ở khách sạn Kim Liên. Thank you.
Buổi chiều vào ngày hôm nay đúng 14:30 các trận đấu bắt đầu diễn ra trận tứ kết. Các vận động viên chú ý vì sáng nay thi đấu một. Right now.
nhưng mà thằng Tiếu nó đeo cắm vào tổ tao lùi. Anh làm ngoài này nhá. Chắc là đi làm về vào đây làm.